Thì khi đã xác định đi du học ngành du lịch khách sạn hoặc là muốn học ngành kinh doanh ở các trường hàng đầu Singapore, thì có rất là nhiều trường ở Singapore năm 2012 này có nhiều chương trình học bổng. Thì những cái học viện mà danh tiếng như vậy, thì hôm nay thì với cái nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng khách sạn, thì Singapore đã trở thành điểm đến rất là hấp dẫn của giới trẻ Việt Nam. Thì ngoài ra, chương trình đào tạo sát thực tế cũng đem lại phần kiến thức nổi trội cho các sinh viên sau khi ra trường thì có thể tìm được việc làm với mức lương khá cao, đặc biệt là các sinh viên đang tìm kiếm một vị trí tốt tại khách sạn, resort ở Singapore hay là tại bất cứ nơi nào. Thì hôm nay Tân Đại Dương với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học Singapore sẽ giới thiệu cho các bạn các học viện mà đạt chất lượng EduTrade 4 năm thì chất lượng cao nhất tại Singapore. Thì đầu tiên là học viện EIC. Thì học bổng học viện của EIC Singapore năm 2012 này dành cho các bạn đó là giảm ngay 150 đô Singapore phí application fee cho khóa tháng 10 tham gia, chứ thêm nữa là sinh viên khi mà tốt nghiệp cấp 3 thì sinh viên sẽ nhận thêm một cái học bổng là 1.000 đô la Singapore. Thì sinh viên mà tốt nghiệp với điểm mà trung bình đại học 7 chấm, học sinh viên vẫn có thể nhận được là học bổng 1.000 đô la Singapore. Ngoài ra sinh viên còn nhận được một cái đề án kinh doanh khả thi lên đến 100.000 đô la Singapore. Thì học viện thứ hai Tân Đại Dương muốn giới thiệu đến các bạn đó là Kaplan. Thì học viện Kaplan là học bổng 2 năm 12 này dành cho các bạn đó là 5.000 đến 10.000 đô la Singapore cho học lực loại giỏi và tặng ngay học bổng 3.000 khi đăng ký khóa MBA khai giảng năm 2012. Sinh viên sẽ có thêm nhiều động lực để phấn đấu và có điều kiện học tập tốt hơn. Thứ ba là Đại học Sam Cook tặng laptop cho tất cả sinh viên đăng ký thẳng chương trình cử nhân và thạc sĩ tại trường. Và Đại học Curtin Singapore là học bổng 10% học phí toàn khóa học đại học trị giá là 4.500 đô la Singapore cho học sinh có học lực trên 8 chấm và có chứng chỉ IELTS 6.0 đăng ký khóa học cử nhân. Học bổng 25% học phí học kỳ 2 trị giá 2.300 đô la Singapore dành cho sinh viên có học lực trên 7 chấm và IELTS là 6.5 đăng ký là các khóa học thạc sĩ. Học bổng 25% học phí học kỳ 2 trị giá là 1.900 đô la Singapore nếu sinh viên đạt được điểm mà kỳ 1 trên 75% của khóa học cao đẳng thương mại. Và cuối cùng là thì Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn còn rất là nhiều chương trình khác, và một học viện MBIS cũng có chương trình học bổng cho học sinh đó là 10% học phí bậc cử nhân và thạc sĩ, hỗ trợ 1.000 đô la Singapore dành cho tất cả sinh viên đăng ký khóa cử nhân, hỗ trợ 1.500 đô la Singapore dành cho tất cả sinh viên đăng ký khóa thạc sĩ. Ngoài ra học viện Informatics cũng có cái chương trình học bổng cho các bạn đó là học bổng 16.700.000 đồng dành cho chương trình cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân học bổng 25.000.000 dành cho chương trình cao đẳng nâng cao quản trị kinh doanh, cao đẳng nâng cao kế toán, học bổng là 33.400.000 Việt Nam đồng dành cho chương trình cao đẳng nâng cao quản trị du lịch và khách sạn, cao đẳng nâng cao về máy tính, cao đẳng nâng cao mạng và an ninh mạng, cao đẳng nâng cao về công nghệ hoạt hình và game, học bổng 38.410.000 Việt Nam đồng dành cho chương trình là thạc sĩ MBA, và còn rất là nhiều chương trình học bổng khác ở các cái trường hàng đầu tại Singapore. Để mà có thể là liên hệ